xưa. Anh Linh hiện tại đang bay đến Dubai mọi người. Dạ, chị Mộc Mộc đi thỉnh kính không khi nào khuya bảy mọi người, khuya mới bảy. Cảm ơn chị Giang, cảm ơn tất cả mọi người. Dũng về trước anh, được trước anh em mình được. Anh Linh quay rồi. Từ Bangkok bay về ấy thì nhánh có 1:35. Bangkok về Việt Nam thì có 1:35. Chị Lê ngủ đâu kia nha mọi người. Chị Lê ngủ đâu kia. Không, cũng không mệt chứ, cũng cố gắng thôi. Cố gắng thôi. Đang ở Ethiopia nha mọi người nhé. Chưa lóng về luôn. Mọi người đang ngủ cả. Để mình kể linh tinh. Linh đâu ơi? Anh Tinh không? Phải ca cái con Tora này. Fika cái con Tora. Anh Tinh à? Dạ anh ơi rồi. Đây này. Mình quay ở bàn. Chú Lâm sinh năm 76 mình. Nửa đêm mới bay về Thái mọi người. Nửa đêm mới bay về Thái nhá. Này, hiện tại là 18. 18 giờ 07, 6 tiếng nữa. À. Rồi, 5 tiếng nữa. Đây, chú Long đây. Đây, chú Long đây nha các bạn. Đây là chú Long này. Đây, chị Lê. Đây, chị Lê thì đang ngủ. Đến đâu thì đang ở đâu kia nha mọi người. Đây, đây chú Long này. Đây, chị Lê này. Hàng hóa của anh em mình ở đây cả này. Đấy, còn lại ba vali lính, một bằng một vali của anh lính là đem đi rồi. Đấy. Không bị mua vé. Nhanh vé đến lại vé cho anh em mình. Đấy. Dubai về Bangkok mà người Dubai còn về Bangkok nữa mà. Đâu đến đâu có mấy người họ ngồi đấy đó mình không phao quay được mọi người. Sợ là họ cũng tích lên hình đấy. Vậy đi hết nhiều đại các bạn, nhiều tiền phải tính. Đúng, nói ra đấy thì cũng tiền. Số lượng người về thì đông lắm mọi người. Lên đâu đây này, lên đâu đây ngồi đâu này. Mình ngồi chờ đấy thôi. Người lỗi không ngon đấy, mình không ngồi được. Không thể lỗi đấy để gọi được chứ. Đang được Ethiopia mọi người nhé. Anh Linh bay trước cho bay nhiều chặng. Anh Linh bay nhiều chặng mọi người. Mình đang ở Ethiopia. Thôi để Lino sạc cái thoại đâu, Lino bảo là đâu này sạc. Ở cái bột này là không sạc được, với cái bột này nhỏ, bột đâu kia to. Sạc được nhiều. Đấy.